xin chào quý diễn giả kênh Khương Dừa. Khương Dừa cùng với lại bạn Thái kính chúc quý ông bà cô chú anh chị mình thật là nhiều sức khỏe. Hiện tại thì hai anh em Khương Dừa đang có mặt tại quán cà phê Vườn Đá ở số 3 đường Hòa Bình, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay là ngày 13 tháng 11 2022. Ngày mai là Khương Dừa sẽ ghi hình chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn nha bà con bác. Và Khương Dừa sẽ ghi hình 4 ngày, ngày 14, 15 và ngày 17, 18. Bắt đầu ghi hình từ 9 giờ sáng nha bà con bác. 9 giờ sáng mỗi ngày ghi hình sẽ ghi hình 3 tập. Dự kiến thì ngày nào ghi hình 3 tập thì tới khoảng 7 giờ tối xong, còn ngày nào 4 tập thì chắc khoảng tới 10 giờ tối. Kính mời quý bà cô chú anh chị mình sắp xếp thời gian để mình tới đây để mình xem ghi hình chương trình nha bà bác. Tới đây thì mình sẽ gặp một cái poster của chương trình. Đây, Ngôi Sao Miệt Vườn. Với sự tham gia của danh hài Châu Thanh, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền, danh hài Minh Nhí, Khương Dừa là người dẫn dắt chương trình. Và với sự đồng hành của Adnoc Sika Media, Phương Đồ Bộ, Anandental và Dana Care. Đây có thời gian địa điểm đâu nè bà quát. Bắt đầu từ 9 giờ sáng tới 10 giờ tối. Dự kiến vậy đó. Địa điểm đều có hết ha. Bà con bác nhớ sắp xếp thời gian tới xem nha. Bên đây thì mình tới bà con bác thì mình qua bên đây mình gửi xe. Bên đây có bãi gửi xe miễn phí. Rồi gửi xe xong mình đi vô mấy anh kia luôn để mình vô sân khấu luôn. Hôm nay thì mới nhận được phần quà của bạn Duy bánh tráng Tân Nhiên. Duy thì bây giờ có làm thêm nước nữa. Nước uống đóng chai Tân Nhiên. Sẽ tài trợ nước uống cho chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn. Cảm ơn bạn Duy. Cảm ơn bạn Duy. Vậy là bánh tráng nữa. Thêm bánh tráng. Có bánh tráng nữa. Bánh tráng nữa. Bánh tráng Tân Nhiên. Bánh tráng Tân Nhiên đã làm quà tặng cho thí sinh. Cảm ơn bạn Duy. Vui bà con bác. Thì cái này bà con bác tới tham gia chương trình thì ai tham gia chương trình đều được một cái thùng bánh tráng như nè. Thùng bánh tráng này sắp Tết rồi. Mình ăn chắc tới Tết cũng chưa hết nữa. Rồi mình đi vô, mời bà con bác đi vô phía bên trong sân khấu của chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn. Khương Dừa đã chạy chương trình ngày 10, rồi ngày 11, ngày 12. Hôm nay là ngày 13 là Khương Dừa sẽ lên để Khương Dừa tổng duyệt lại một lần nữa. Mà thật sự là 3 ngày nay là từ 8 giờ sáng cho tới 1 giờ khuya bà con bác. Nói chung bây giờ Khương Dừa nó bây giờ là Khương Dừa đi như người trên mây vậy. Nó lơ thơ lẫn thẩn, không phải nó mệt chạy chương trình đó. Nói chung là hôm nay thì chạy tất cả đều ổn hết rồi bác. Đây là trong quán cà phê, trong cà phê Sân Vườn Lệ Đá. Vườn đá. Đi bên đây nè, chỗ này. Chiếc này chơi với đá không hả? Hồi cắt tin là quán cà phê Lệ Đá. Lệ Đá. Bây giờ tới Vườn Đá. Vườn Đá. Đây tới đây cũng có cái poster để cho bà con cô bác biết, để bà con bác đi vô để xem chương trình. Còn sân khấu chính của mình ở trong đây. Chào anh. Chào bác. Hello. Anh Giang. Anh Giang sẽ phụ trách hình ảnh dùng Khương Dừa, đạo diễn hình ảnh. Bé Nhung. Bé Nhung bên nhà tài trợ. Adnoc Sika Media. Ủa, mà bé chưa không vô tổng gặp mấy bạn hả? Dạ, em đang đợi ráp âm thanh bên này. Ráp luôn hả? Dạ, đợi ráp âm thanh. Dạ, bà con bác thân mến, hiện tại thì bên Adnoc Sika Media đang hỗ trợ Khương Dừa âm thanh. Mấy anh em đang ráp âm thanh. Ủa, còn mấy đứa nhỏ đâu rồi ta? Nó có đứa nhỏ. Đâu gọi cho gọi cho Mai coi, kêu mấy bạn ra. Dạ. Sân khấu thì đây cảnh nó đang ráp. Một đứa em Khương Dừa đang hỗ trợ Khương Dừa. Cái này là cái sàn á để ba cái ghế lên cho giám khảo ngồi bà con quát. Dạ. Sân khấu nó gọn gàng dễ thương. Nay nó xong phải không cả? Dạ xong anh. Thuốc giáp cùng nó xong anh. Hả? Cùng với trang trí nó xong. Ở đây sẽ là sân khấu chính nha bà con bác. Hồi bữa trước bà con cô bác sợ là
mưa nắng á, ở trên đây Khương Vừa có cái dù nè đó. Hiện tại thì Khương Vừa đứng đây cũng khoảng bây giờ là 12 giờ trưa, có 1 giờ trưa, 1 giờ mà ở đây rất là mát. Ủa cái dù hình như nó hơi bị ấy cảnh, không có xích lại đây hả? Tàu gịch lại đó thì mình không về lại đó thôi. À, không gịch lại đây sợ, anh sợ nó bị đây nó đằng đó nó hụt xíu cũng được. Đây sợ chừng nữa biểu diễn con. Nắng nè. Ủa là mấy bạn ấy rồi hả? Căng rồi mới về luôn. Trời ơi. Không canh ngay sân khấu này không thần? Sợ chứ này giờ căng qua, giờ căng qua cho trả lại chút. Phải trả lại á. Ồ trả lại đây nè em, đây là chính nè. Cụm này là chính nè, cái đó không sao. Cụm này là chính nè. Ở bên đây có một vài cái tiểu cảnh rồi bác. Có cây dừa. Chừng nữa Khương Vừa sẽ đứng ở đây. Dẫn xong đứng đây. Dạ đây có cây cầu. Cây cầu đi ra. Giống như cái nhà vậy đó, đi ra để mình diễn. Cái này tại vì ở đây sau đây có cái loa đồ sắt đồ nhiều cho mình phải làm cái này để mình che lại. Dạ, đây có cái lù nước nữa nè. Cảnh dễ thương ha. Ở trong đây thì nó ban nhạc sẽ để ban nhạc trong đây. Ủa Ngân khi nào ban nhạc lên nè? Khi nào sắp xếp cái chỗ âm thanh này hả? Có thẻ hả? Thẻ à? Đeo liền. Chương trình nhìn thấy. Cho anh Thái nhìn thẻ không. Mấy bạn đâu rồi? Đang ra sáng rồi, đang ngồi họp bên trong. Sáng giờ mấy bạn lên họp trước, Khương Vừa đuối quá giờ Khương Vừa mới lên. Ồ vậy nay mình phải sắp xếp nhiều à, phải sắp xếp trong đây nè. Rồi đồ đạc này thì của bên quán hả? Dạ đồ đó bên quán. Rồi khi nào họ chuyển đi ta? Chắc chút nữa kêu Trang mình ra đi để sắp xếp chuyển đi hết rồi vệ sinh chỗ này đó. Với lại mình để mình đặt mình coi đặt âm thanh đâu đây nè. Cây chuối này tốt quá trời. Chuối tốt quá hả? Tốt quá. Đâu cái cây chuối nhà che dễ thương này. Logo đồ sao ta? Logo em thấy anh gắn của nhà tài trợ làm một cái bảng như thế này nè. Chắc chưa? Để treo luôn á. Treo lên. Có thấy rồi. Hả? Vậy hả? Rồi sao? Rồi lỡ mày lại che giống như không à? Vô đây chào bà con cô bác à. Đi kiếp rồi chào quý bà con cô bác. Còn ai? Còn nấm nữa hả? Dạ, nấm sẽ đi lấy đồ. Còn mấy Nhi với lại nữa. Còn có họ nhờ mấy bé thêm mấy bé để hỗ trợ đúng không? Dạ đúng. Mấy bé sinh viên hỗ trợ đúng không? Có ba bạn sinh viên hỗ trợ. Dạ bữa giờ làm nội dung đồ này kia thì có mấy anh em này làm thì ok mà con mắt còn vô chạy trình này. Sao ai đeo thẻ mà nó bị úp ngực hết vào trong. Thẻ thì tổ chức mà úp ngực hết vào trong vậy. Hồi này cho anh trao tặng cho anh Hải cái này. Xíu nữa đưa cho anh Hải cái kia nha, em cầm đẹp cho không? Trang bệnh nè. Trời ơi sáng này dậy không biết trời trăng rồi luôn. Anh ngủ tới 9 giờ anh dậy rồi anh ăn sáng xong anh vô ngủ nữa mà. Vô mà cũng chưa đủ. Thì qua ăn 9 giờ nha. Thì 9 giờ dậy đó. 9 giờ dậy. Quá đã. Dậy. Sáng là 8 giờ quá. Em đã có mặt anh, đây rồi. Anh mà sáng anh gán dậy đi là anh hôm mai anh làm không nổi. Anh phải ngủ. Nó giờ anh phải ngủ còn 2 ngày, 2 3 ngày nữa chưa có bù lại nữa. Chưa bù được. Nó buồn ngủ quá trời luôn. Quá đuối luôn. Mấy ngày liên tiếp. Tại vì mình không giống như là các anh chị mà họ làm công việc này công việc kia, thí dụ họ làm về họ mệt thì họ ngủ ngon. Còn mình là làm là mệt về mình cũng lo tụ đủ thứ cho mình không uống ngủ ngơi. Phải chăn trở nữa. Phải nghỉ tiếp. Sao miêu tả dữ. Đang chăn trở. Ý này triển khai. Năm được có mấy lần vậy đâu. Đâu này mùa đầu mới. Nghe thì cực khổ lắm nhưng mà năm được có mấy ngày vậy đâu. Nên là mà chạy ấy có cúng chưa? Chưa ăn chuẩn bị đồ cúng rồi. Dạ, đồ cúng để chồng. Thôi cũng hy vọng là mấy ngày ghi hình ở đây thì trời sẽ đẹp không, bác sẽ mát mẻ để cho việc ghi hình nó được thuận lợi. Chứ mà mưa thuận gió hòa. Dạ. Đừng, thôi. Đừng có mưa. Ý là đừng nắng thuận gió hòa thôi được rồi. Nắng thuận gió hòa. Nắng thuận.
Chết chị Mai. Dù là em đã chị Mai hưởng hết. Không, cái này căng hơi bị đáng lẽ phải dịch qua đây nè, nó bị nắng này quá rồi. Cái này vẫn chưa đủ. Kéo phải kéo vô cái cây. Bật cái này phải hai lớp. Cái cây hả? Không thì thí giả thấy vô tới đó khán giả có thể vô nhà cũng được. Ừ, ưu tiên sân khấu trước chứ. Chứ gần sân khấu đây là nó bị nóng không? Tụi em đứng đây cảm giác nóng không? Không mát nay không? Tại nay trời nó cũng nắng á. Thì đó, và con bác hay làm chương trình ở ngoài trời thì nó vậy đó, hơi cực xíu. Ở trong phim trường thì nó quá dễ, phim trường mình kiểm soát dễ lắm. Nhưng mà vô phim trường là mọi thứ là nó chuyên nghiệp lắm. Sợ ông bà của chú bị sốt á. Bữa Khương vừa chạy chương trình mà có nhiều ông bà cô chú anh chị rung quá rung. Lo. Chỉ đứng trên cái sân khấu của bên quán cà phê Lệ Đá. Có một xíu à. Mà nhiều người rung còn quên lời hết trơn, không diễn cũng không được. Cái này chứ đơn giản hết mức nhưng mà vẫn áp lực. Áp lực chứ. Rất ít người đó, còn chương trình này đông á. Thêm ba cô chú anh chị nghệ sĩ rồi thêm khán giả rồi nữa. Rồi, bối cảnh rồi. Ở đó đi ra đi về ra đi diễn. Diễn thử ai, diễn thử ai. Hát bông điên điển ơi, hát liên bông điển thử ai. Hát bông điển thử ai. Với nhân viên là bị sung sức. Mày hát hết nổi. Còn khỏe vậy à? Không, cái đường này nó giống như cái cầu gì mình hay. Còn khỏe quá vậy. Thì tụi em mệt thôi. Thì tụi em vui, khỏe. Khỏe quá vậy. Còn cái tre. Tầm bậy, nó bậy. Đường đi không phải. Này nó còn giống cầu ao chị bà ơi. Cô bác thông cảm ao. Mấy chị em thành phố kia. Cái nghiệp. Cầu ao người ta dẫn ra bến nước á. Đúng không? Tiếp một mở màn tụi em mà đi từ trống về này như nào. Ủa tụi em đâu có được mở màn đâu. Kìa chị Mai làm cái chùi lên. Nghĩ sao MC xuất hiện sao cho nó ấn tượng. MC hả? Đu dây xuống hả? Không, mới dưới đường nha. Đạo cụ rồi đầy đủ hết hả? Dạ, giờ anh bên cậu Tư cũng đang chạy đi mua. Cái đó là cái gì vậy? Bên nhạc trong đây. Nhà trong đây có Google rồi để bắt hình. Dạ còn setup ánh sáng nữa mà con bác ánh sáng rồi nghe. Ngày mai anh Giang thì hôm nay lên để bố trí máy. Không, cái này buổi tối cũng sẽ đẹp lắm á. Tính ra buổi tối chắc là hình đẹp nhất á. Không khí vừa mát mẻ ha. Bữa sau có hàng cây mà nay họ cắt tụi lũ luôn ha. Dạ, cắt cho gọn. Cắt nó không nhìn lắm. Đầm sen luôn. Nhiều khi bữa ghi hình là có nhiều bà con bác đang đi ngang đầm sen đứng lại sao đứng đó để xem á. Mua vé đầm sen rồi nhưng mà đổi ý á. Không, hoặc dựng đứng được cái một cái nhà dạng như này bên góc có nữa không? Hồi xưa đi chơi lô tô đó đeo đồ coi lắm. Nó làm tiền tiền hậu cảnh gì á để che cái phần bên kia đi chứ không nó bị lộ. Không sao đâu. Vô miễn phí mà. Mình làm mở mà. Để cho cô chú bà con bác vô xem miễn phí nha bà bác. Khu vừa sắp xếp ghế đồ đầy đủ hết bà con bác xem. Ở trong đây thì quán cà phê này cũng rộng lắm. Thì mình tới, ví dụ mình tới sớm thì có thể vô trong để ngồi cà phê ăn sáng. Rồi khi nào mình xem, mình ra mình xem. Mình muốn xem 2-3 tập thì mình vô ngồi quán cà phê cái mình uống cà phê rồi mình ăn xem tiếp. Không biết anh nghĩ chắc ngày đầu thì chắc bà con bác tới sẽ tới xem nhiều. Không biết ngày mấy ngày tiếp theo mình biết sao. Ghi hình mà ít khán giả nó sẽ không có không khí, phải có nhiều vỗ tay rồi. Thôi nghĩ chắc đông á, giống như là lâu lâu đi coi show rồi. Với lại này có cả nhạc rồi đó, có cái nghệ sĩ nữa. Tại vì mình ấy trong tuần á, tuần sợ bà con bác đi làm. Ra tối thì chắc phải tối rất nhiều. Thứ hai nó phải rơi vô được thứ bảy chủ nhật thì ngon. Thường mà mình đi mấy phần tràm sang bên nhà mình tốn tiền á, cái tiền nó mắc hơn tiền bình thường á. Nó tính phụ thu, còn lần này của mình là vô đây thì cô chú xem ca nhạc miễn phí rồi. Chịu ngoài quay cái đứng chắc, ở đó diễn không? Chắc thí sinh ở trong đó. Ở phía này sao thôi anh? Quay ở phía đây có dọn dẹp được chưa? Làm một tí. Nó vậy thôi đó anh thôi. Phải này phải để ghế để ngồi nha. Ngồi đợi. Ngồi đợi hả? Thí dụ thí sinh đợi để chuẩn bị biểu diễn á. Hả? Thôi đừng có nói nữa. Ủa đường đó em tưởng là dành cho MC xong xin xuống.
Anh dẫn sao anh vô, anh vô dẫn sao anh vô đó ngồi em. Ngồi đợi nè anh ra. Tính là không được lấy hình nhiều ha. Phải chồi đâu mới được lấy hình. Làm MC xong cái xuống bê đậu cụ hết mồm luôn. Đây cũng hơi đó. Dễ thương. Đâu sao đâu. Đâu sao đâu. Vô đợi chờ ra quỷ diễn thôi. À, cho cái bụng đây nữa tụi em. Bụng lên á. Bụng đây nè. À, họ tính ở đây nè, có ghi cái góc ở đây có ghi hình nữa nè. Ghế rồi. À, các bạn đang khiêng cái mò mò nữa hả? Đang ví dụ có mấy bài tiết mục diễn ở bắt đầu từ xíu sân khấu lên nè. Có bài tiết mục diễn từ mé đây lên nè. Bước từ đây lên. Dạ phải có tầm cấp cấp rồi hả? Dạ. Anh cần dãy đèn ở đây cho quay phim đứng quay đây hai người. Dạ. Cần dãy đèn cho này. Bất ngang. Dạ. Ở đây anh đặt mấy cái chậu bông cho nó có ấy. Dạ dạ. Rồi nay phải tập trung setup chứ không kịp. Ồ, vậy là phải có cái bục từ trước cái bục tầm cấp. Dạ dạ, phải đi lên từ cánh này như vậy nè. Bển cái bục cấp bển á. Dạ. Chứ lại có mấy anh chị khiếm thị á, đâu đi cầu đó được. Ủa bắt rau xa cảnh? Bắt sao rau xa quá hả? Hả? Bắt rau xa bắt hết không vậy? Dạ. Bắt rau xa quá ta? Đây được. Anh sợ nó bắt rau xa quá rồi bắt với nó thấp quá hả? Bị che sao ta? Cũng đâu lấy cái máy gì đây nhiều đâu. Gần như không lấy máy gì đây. Anh phải lấy ba ống khẩu ở đây nè. Không bắt. Lấy cái góc đó xéo qua nó ăn bên này không mà ăn vết chết này nó nhiều hơn. Vậy phải canh. Để phải canh. Ủa, cái này nè. Dạ. Không? Không, tại vì có tại vì logo mình phải phải thấy để bắt để cái đó chỉ có rồi nó hốt nghe khán giả nó hốt thì nó thấy được cái đó thôi. Nhưng mà, nhưng mà anh còn cái máy quay đây nữa nè. Cái máy quay phải nằm như này nè. Phải có cái máy quay của anh nữa. Ở trên cao thì không được, cao quá chút dưới đèn không có lấy được. Cái máy quay là quan trọng nhất. Mới quay ở trên nó phát lỗ. Phát lỗ ha. Anh phát lỗ một góc nào không em anh phải. Đó. Anh chạy phát cái máy nằm đây à. Ở đây nó còn một tấm xéo là đó, hình như tấm đó phải không anh cảnh? Tấm đó phải không cảnh? Xéo đây nè. Tấm đó phải không? Ý là gói lên anh có lấy hốt được mấy logo đó không? Không, cái này chỉ lấy sân khấu là gì logo nhưng không chính cái này là chỉ có Ronnie nó đi nó thấy thôi chứ không có cái máy nào chỉ vào đây đó. Chỉ có cái máy cận máy kia sỉa là máy cận với máy toàn nó bắt xéo ngay góc. Còn bộ logo trên đó nữa mà. Còn bộ đây hả? Hả? Nhưng mà sao xéo thôi thấy? Nó nằm đây nè, ảnh ơi, cái logo nó nằm đây thì nó bắt chính nè. Hai cái máy đó nghe cái chỗ cái dù á là bắt đây này. Ý anh muốn cái này là để logo để bắt dính giám khảo hốt hết cái này logo nè. Nếu mà anh muốn cái logo nằm đây dễ thôi, bắt cái khung này qua đây lấy khung video đây. Ừ sao được từ đó, lấy cái này qua chỗ qua đây. Ừ thì để nè, để hốt vô giám khảo thấy hết cái gói này nè. Cái kia đưa anh đó. Ừ. Còn cái nữa phải không? Còn cái đó. Ờ. Là cái đường này đường đi đến đâu? Lên xuống đầu cụ hay sao? Đúng rồi. Không, đường lên xuống đầu cụ mé đây chứ anh. Đó đi đi. Cụ nó ra hả? Anh cần thêm cái bục bên thí sinh bên kia qua nữa cảnh ơi. Rồi dựng để anh đứng ra ngoài kìa. Rồi anh. Dựa vô sao? Không ý là coi gần sao. Bây giờ là ngày giờ đó, giờ để bắt á. Giờ bắt cho dính hả? Giờ làm gì đi? Nhân ơi. Giờ cái này nè. Nhân ơi. Giờ cái này luôn. Bỏ đó cái đi. Ở đây luôn. Xéo luôn. Xéo luôn nè. Ừ, xéo qua đây luôn được không? Xéo qua đây được. Còn cái kia em là. Ngay đây nè. Cái gì biết của anh á. Anh quan trọng cái ở trong rồi, cái giám khảo bắt đây dính nè. Đây đi xéo qua đây hả? Rồi cái khung kia nằm bên kia. Ừ. Được, rồi chơi. Nếu có khách này là lấy được bài giám khảo thôi. Thì đó, làm sao để hốt được cái này chứ để cái này đẹp hơn. Gọi lùi đây. Cụ em đi cần bao nhiêu mét vậy cảnh? Có cái đường đi mò rồi có cái đường từ chưa? Cái này nó bị Anh em cần cái đường đi nha. Đi lấy cái hốc.
hình nó bị hình nó lên nó bị bể quá ha. Anh Giang canh khung đi nha. Máy đặt đâu rồi, hồi giám khảo đâu, hốt đâu rồi. Rồi tụi em lấy ba cái ghế lên đi, ba ghế giám khảo lên ngồi thử đi, hốt ba ghế lên ngồi, khiêng ba cái ghế lên ngồi để anh không anh thử để ba cái ghế lên để ngồi đi. Đậu cụ lên nữa nào không được anh. Rồi ba đứa ngồi vô thử coi. Vậy cái đó nó gần xíu anh Giang Cảnh ơi. Vậy cái đó phải gần lại nữa em ơi. Cái backdrop nó gần xíu nữa mới được. Đây này, cái máy anh máy tò trong đây nè. Thì nó phải rộng, phải gần xíu nó mới hốt hết. Ủa nó bị che rồi. Đúng rồi, đằng nào nó phải che mà. Đó, máy tò anh nó sẽ nằm vậy nè. Vậy là logo đó. Phải lên cao lên. Lên ngang lên thôi, sao mực giường. Ngồi luôn phía logo sau lên. Đó. Đó, cái tò nó này. Ông không cần máy toàn gì anh nha, Giang, máy gì anh Giang? Tầm tầm khung này được anh Giang. Khung này được anh nè. Thì máy toàn của anh này đang giữ máy toàn. Cái khung nhà toàn hẹp ý. Đẹp, nó che luôn. Thì toàn hẹp á. Nè nè vậy nè. Mình đánh sáng cái chỗ nó lên chứ. Máy toàn anh toàn hẹp mà. Đẹp. Hả? Nè. Máy toàn hẹp nè. Nâng cái backdrop lên nữa là đẹp, bao đẹp. Toàn hẹp của anh nè. Đó nó bắt xéo hơi xéo vậy đó. Đúng. Vậy nè nè, anh không bắt rớp gì cũng được nhưng mà cho cái logo lên xíu nào. Không, nó không giống máy em đâu. Cái máy quay nó không giống máy. Không, máy quay nó cũng nhẹ nhẹ. Em đây khung 16:9 mà. Em cứ nhìn của anh đi. Đó. Anh khung này khung gì rồi nè, khung 43 rồi. Thì 43 nó cũng là vậy thôi, nó anh lấy khung 16:9 gì nó khác chứ. Khung chứ. Đây. Đây. Rồi khán giả ngồi bên đây. Khán giả ngồi mấy bên đây nè. Phim bên đây. Hả? Ừ, khán nhỏ còn ngồi bên đây nè, bên đây nè. Hả? Cũng được nè, gần lại xíu rồi, bởi anh nói mấy gần lại xíu nè. Trả vô đây nó trả qua xích lại đây xíu đây. Ờ. Thôi bà con bác theo, xích đúng rồi dễ rồi. Cực lắm, làm nhỏ nhỏ vậy chứ. Làm phim trường mỗi lần Phương vừa làm thì có mấy anh chị họ sắp xếp cho mình. Của mình á. Dạ, ờ à, nói vậy đó. Thì nè logo thì đặt lên. Đặt hết mấy logo lên. Dạ, đặt lên hết đúng không? Dạ. Rồi nâng cái ngôi sao miệt vườn cái cho cái logo lên. Sao miệt vườn lên một tấc nữa luôn. Đúng lên không? Lên tới đây xem nè. Rồi đó lên tấc nữa. Rồi. Còn cái cận thì dễ rồi, cận vô cận dễ rồi. Dạ. Chứ cái toàn này đó nó vậy đó. Toàn hẹp hẹp thôi. Dạ. Ừ. Sao? Cho nằm đây luôn, cái này luôn. Đạo diễn đạo cụ rồi buồn một phía, hôm qua anh chạy mấy này không nè. Bây giờ cụm này là cụm tụi em mai mình dọn dẹp cái này nè. Mình lên đạo cụ đạo tập đạo cụ nữa mấy này nè. Còn đây là đồ cụm này để ghi hình nè. Cụm này là để bà con cô bác ngồi để xem nè. Coi như mình lấy bên đây mình mặc đây nè, với lại bên sân khấu lấy mặt này nè. Đúng không anh? Thì mình lấy hết mặt đây nè, còn mặt đây là mặt hậu trường của mình nè. Đó, có cái chết của anh là cái máy của anh nó nằm, cái máy quay nó nằm đây. Ở đây thì đây ok nè, anh lên cao xíu được mà. Đây đâu có dính đâu. Dính đèn. Hả? Nếu mà lên máy cao dính đèn này hả? Đèn này mình tháo được mà. Đèn này mình kéo lên được hoặc tháo được mà. Đấy, cái này cao lắm nha, cái gì cái thọc máy cao lắm. Thọc máy cao lắm. Thọc máy được không? Phải đặt bài thọc máy được không?
quay dính á, cái máy bò dính đó đó. Trên sờ học tự nhiên học này dùng không? Ý là trên cao được không? Được, được. Cao là cao lắm đúng không? Ủa, cao lắm. Cái góc này anh đứng trong đây cũng được mà. Anh nói trong đây cũng được mà, đâu dính đâu. Thì đó. Anh nói trong đây cũng được mà. Ừ, cái rodin nó sẽ dính á. Không không. Rodin này anh cứ mặc định nó từ khúc này trở lại thôi. Không, đừng đi khán giả nữa, rodin. Thì đi khán giả mấy đây thôi anh. Khán giả rồi em ngồi đây hết nè. Khán giả góc mà nè, khán giả ngồi sau khán khảo nè. Cứ ngồi đây nè. Đây khán giả qua đây anh quá đẹp rồi nè. Bây giờ cho anh cho cái máy này làm nó giữa hai cái này được không? Được. Cho máy máy đứng sau á. Được. Anh cho chịu khảo hỏi xíu được mà. Ủa Ngân rồi, nó cầm micro đâu rồi? Vậy phải chơi dễ đi. Nó đứng đó nó quay nó chơi dễ đi. Không thấy đâu, đâu có thấy đâu. Anh thấy đâu. Thằng Ronin thôi. Này Ronin là lấy cái giả chính chứ mấy kia không có lấy. Em nói anh Ronin anh cũng bắt Ronin anh cũng vậy thôi à. Ronin nó cũng tầm vậy nè anh ơi. Ronin nó cũng vậy nè. Nó cũng vậy thôi là vậy nè. Nó cũng vậy thôi à. Cái đường đi đó về là vẫn không được. Cái đường đi của Ronin nó đi về. Chứ đâu có lấy qua tấm này đâu. Có Ronin nó đi về đúng không? Sân khấu đúng không? Sân khấu nè. Nó kéo ra nè. Đúng không? Nó kéo ra. Rồi còn ba đây nè. Nè anh Giang, anh Giang Ronin con quay mai cũng sẽ vậy nè. Đó. Đó ra đó. Ở đây. Đi thì được rồi chậm chậm. Thì nó đi tới ra kéo ra đây thôi chứ. Nó đi nó thì nó cũng vậy nè. Chắc chắn là nó sẽ có những túi đi đây. Ừ nó vậy thôi. Nó sẽ không có đi ngang cái ống kính được phải không? Nó đi ngang này được không được. Bị dính một. Dạ. Ví dụ mà cái này mà nó chừa cho khoảng nó chỉ không. Là một tâm cấp thôi á. Không không, cái này phải để đi bà con bác ra để nhận quả hoa nè, cho nó gần gũi nè. Dạ. Dạ dạ. Ủa nhận hoa lúc nào? Lúc thi xong anh, lúc thi xong á. Thi xong là nhận hoa liền hả? Dạ. Thì Ronin này thì anh chỉ cần cụm này thôi nè, đây. Tại vì cái Ronin là đi khán giả chính luôn á. Ở tiết mục ở đây thì nó diễn nó lấy không có gì. Thì khán giả bên đây nè, khán giả đây. Đây đó mà đúng không? Bên đây anh lấy anh đi lòi tùm lum mà đâu có lấy được. Anh cụm bên đây thôi à. Còn đây có bà con có bác ngồi xem thì ngồi xem chứ không lấy hình được. Thí sinh ngồi đâu? Thí sinh ở dưới bà con bác bên đây nè. Mai mình để ngồi không, trong đây nè. Ở trong này là ai ngồi, những ai ngồi sau lưng khán giả là ban giám khảo là ai ngồi? Khán giả. Ở bên này anh có cái máy này nè, nó có một cái cận cái toàn. Thì cái lúc mà diễn ra đó, đang diễn ra đó, đang hát trên đó, thì anh chỉ cần một cái máy cận nó bắt khoảnh khắc ban giám khảo thôi. Còn cái máy toàn chạy về đây nó lấy khán giả cùng với Ronin. Cái cận á, thầy Ronin đâu có lấy cận được, nó lấy toàn không à, hiểu không? Đó, còn cái thằng mà lúc mà ban giám khảo mà tương tác thí sinh nó lúc hát xong á, thì cái máy ba đó, nó quay về lấy về khán giả đó. Còn mà hoặc bên này nó khán giả này thì nó sẽ cái máy 4 đó, máy 2 thì lấy ở đây. Lại chéo lại. Dạ bà con bác thân mến, bây giờ thì cũng vừa giờ chắc có setup giờ tới tối luôn á. Dạ thì phải setup âm thanh ánh sáng rồi khán giả rồi bên đây rồi setup đầu cụ rồi máy móc tùm lum chưa. Dạ rồi thôi cảm ơn quý bà con cô bác nhiều nha. Để cứ vừa tập trung vừa làm. Bà con cô bác nhớ là cứ vừa sẽ ghi hình ngày 14, 15, 17, 18 tháng 11 2020. Có nghĩa là hôm nay là chủ nhật, ngày mai là thứ hai, cứ vừa ghi hình 3 tập đầu tiên bắt đầu tầm 9 giờ sáng sẽ khởi động rồi. Bà con bác có thời gian, bà con bác dành thời gian để xem nha. Dạ sẽ có rất là nhiều bà con cô bác hát rất là hay, còn nhiều bà con bác hát cũng rất là dễ thương. Có Khương Dừa với lại anh Châu Thanh, chị Ngọc Huyền với lại anh Minh Nhí. Dạ rồi thôi, chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn xin chào tạm biệt bà con cô bác nha. Hẹn gặp lại bà con bác ngày mai.